Thưa quý vị, Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, nhất là 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930 đến 20 tháng 10 năm 2020, 25 năm thực hiện tuyên bố và cương lĩnh hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới và 10 năm thành lập cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới. Đây là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt. Những nỗ lực trong việc thực hiện bình đẳng giới của Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Trước hết mời quý vị đến với phần tổng hợp sau để có cái nhìn khái quát về vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia sớm dành cho công tác bình đẳng giới những ưu tiên nhất định. Cụ thể, trong hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hiến pháp năm 1946, tại điều 9 đã đề cập thẳng đến quyền bình đẳng nam nữ, đàn bà ngang quyền với đàn ông trên mọi phương diện. Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều văn kiện quốc tế về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ. Trong những thập kỷ qua, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có những tiến bộ đáng kể về thúc đẩy bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Năm 2006, Việt Nam ban hành luật bình đẳng giới, trong đó yêu cầu các cơ quan chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp thực hiện trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Sau 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao trong thúc đẩy quyền và sự lãnh đạo của phụ nữ. Về chính trị, nữ giới Việt Nam có tổ chức chính trị riêng, đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và tỷ lệ nữ giới đại diện trong cơ quan lập pháp của Việt Nam luôn thuộc nhóm có thứ hạng cao nhất trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung, và tỷ lệ này ngày càng tăng. Điển hình như tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ khóa 14 đạt 26,8%, cao hơn mức trung bình 19% của các quốc gia châu Á và 25% của toàn cầu. Bên cạnh thực hiện bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị, thì bình đẳng giới trong lao động cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Cơ cấu giới tính phân bổ trong lực lượng lao động của Việt Nam tương đối cân bằng, với tỷ trọng 52,7% nam giới và 47,3% nữ giới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Việt Nam đã duy trì thành công tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động gần 75% trong hơn 2 thập kỷ. Đây là một con số rất ấn tượng vì nó vượt xa nhiều nền kinh tế tiên tiến trên thế giới. Thành công của Việt Nam trong những thập kỷ gần đây có liên quan nhiều đến sự đóng góp của phụ nữ vào tăng trưởng bền vững. Một số chỉ số phát triển được cải thiện đưa Việt Nam lên các bậc xếp hạng cao hơn trong cộng đồng quốc tế về bình đẳng giới. Theo báo cáo phát triển con người năm 2019, chỉ số phát triển con người HDI của Việt Nam là 0,63, xếp thứ 118 trong tổng số 189 nước, đang ở gần mức trần của nhóm các nước có HDI ở mức trung bình. Trong giai đoạn 2011-2020, việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống và trên trường quốc tế. Trong số 22 chỉ tiêu đã có 11 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra, có 4 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra, 5 chỉ tiêu chưa có số liệu, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu một phần. Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA tại Việt Nam chia sẻ, trong suốt 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt được nhiều tiến bộ liên quan tới bình đẳng giới. Chúng tôi đã nhìn thấy những thành tựu đáng kể về thúc đẩy quyền và sự lãnh đạo của phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và thông qua việc đẩy mạnh khung pháp lý và thể chế. Tuy nhiên, việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam đang phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức. Thực tế, cả nam giới và phụ nữ đều chịu những tác động từ bất bình đẳng giới. Song phụ nữ và trẻ em gái vẫn là nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Do tác động của kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thiên tai và biến đổi khí hậu cùng những thay đổi về mặt nhân khẩu học, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới về bình đẳng giới. Những thách thức này đòi hỏi cần phải xây dựng những chính sách và hành động cụ thể để giữ vững những thành tựu đạt được, đồng thời khắc phục những vấn đề giới còn đang tồn tại cũng như những vấn đề giới nảy sinh trong thời gian tới. Một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là yếu tố không thể thiếu trong tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội. Nếu không giải quyết vấn đề bình đẳng giới, Việt Nam sẽ không đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Do vậy, cả hệ thống chính trị, các bộ ngành, tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hướng tới phát triển bền vững vào năm 2030. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về bình đẳng giới. Việt Nam là một trong số rất ít nước trên thế giới đồng thời kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm Ngày Phụ nữ nước mình. Đây là điều được nhiều đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trân trọng và đánh giá cao. Trong chương trình Thế giới sự kiện đặc biệt chào mừng ngày 20 tháng 10, chúng tôi hân hạnh có cuộc trò chuyện với bà Anne Margaretta Mawe, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.
Là đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà đã có dịp tham dự ngày 20 tháng 10, ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ tại Việt Nam. Vậy đại sứ có kỷ niệm nào đáng nhớ về ngày này không? Trước tiên tôi phải nói rằng, đây là một ngày lễ rất đặc biệt của người Việt Nam, với ý nghĩa tích cực nhằm tôn vinh người phụ nữ, cũng như những đóng góp của họ cho xã hội. Tôi nhận ra ngày lễ đặc biệt này vào năm ngoái, vì tôi cũng mới chỉ đến Việt Nam được một năm. Đây là ngày mà người đàn ông sẽ san sẻ với người phụ nữ bằng cách nấu ăn hoặc làm việc nhà. Và tôi nghĩ rằng đây là hành động rất đáng hoan nghênh. Trong năm nay thì tôi cũng đã có cơ hội được tham dự một sự kiện chỉ mới diễn ra gần đây thôi, được tổ chức bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với sự tham gia của rất nhiều phụ nữ đến từ khắp vùng miền của đất nước Việt Nam. Đây là sự kiện trao giải cho các nữ doanh nhân xuất sắc. Tôi đã có vinh dự được làm người trao giải cho nữ doanh nhân xuất sắc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Và điều này thực sự có ý nghĩa đối với tôi, vì đây là dự án mà Thụy Điển đã đứng ra hỗ trợ. Còn ở đất nước Thụy Điển, có ngày kỷ niệm nào dành riêng cho phụ nữ không, thưa đại sứ? Tất nhiên là có rồi. Chúng tôi kỷ niệm Ngày Phụ nữ Thụy Điển trùng với Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đối với chúng tôi thì đây là ngày nhằm tôn vinh bình đẳng giới. Việc mà chúng tôi thường làm trong ngày này đó là tổ chức các buổi thảo luận và tranh luận liên quan đến vấn đề bình đẳng giới để nhìn lại những gì chúng tôi đã đạt được. Và tôi nghĩ rằng đất nước Thụy Điển chúng tôi có thể tự hào rằng chúng tôi có chủ nghĩa nữ quyền ngay từ trong các chính sách của quốc gia. Chủ nghĩa này bao trùm các lĩnh vực về quyền, sự hiện diện của phụ nữ. Nói về sự hiện diện của người phụ nữ thì có thể kể đến một ví dụ như là chính phủ và quốc hội của chúng tôi. Số lượng đàn ông và phụ nữ tại đây là 50-50. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều việc chúng tôi cần phải làm để bảo đảm sự bình đẳng của phụ nữ tại Thụy Điển. Đơn cử như vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ, cụ thể là bạo lực gia đình. Vấn đề về bình đẳng trong mức lương cũng cần phải được giải quyết. Và ngày 8 tháng 3 là dịp để chúng tôi có thể thảo luận về những gì chúng tôi có thể thực hiện và những gì có thể cải thiện để đạt được bình đẳng giới. Trong thời gian công tác tại Việt Nam, chắc chắn đại sứ đã làm việc và tiếp xúc với nhiều lãnh đạo, cán bộ là phụ nữ. Đại sứ cảm nghĩ thế nào về phụ nữ Việt Nam? Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ Việt Nam xuất chúng trong các lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, truyền thông, văn hóa và thể thao. Và tôi phải nói rằng tôi rất ấn tượng với họ. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ Việt Nam rất có khả năng và đều thành công trong các lĩnh vực mà họ đang làm. Có rất nhiều những người phụ nữ thật sự mạnh mẽ. Chính vì vậy, tôi rất lạc quan về tương lai của người phụ nữ Việt Nam cũng như vấn đề về bình đẳng giới tại quốc gia bạn. Chúng ta đã trao đổi với nhau về việc cần phải thay đổi văn hóa ra sao và vai trò của người đàn ông cần được thay đổi như thế nào. Bạn có thể nhìn vào cuốn sách này. Chúng tôi có rất nhiều những tác phẩm như thế này ở Thụy Điển, nói về quá trình nuôi dạy con của người cha. Đây là hình ảnh người cha đang đọc truyện hàng đêm cho người con. Và tôi cho rằng đây là một trong những bước nền tảng nhằm thay đổi những lý lẽ thông thường về việc người đàn ông hoàn toàn có thể là một người rất tốt để nuôi dưỡng con cái. Điều này không chỉ mang ý nghĩa tích cực mà còn góp phần làm khăng khít hơn tình cảm giữa cha và con. Như đại sứ đã nhắc đến trước đó, thì vai trò của người phụ nữ và người đàn ông là ngang nhau. Và người đàn ông nên biết chia sẻ với người phụ nữ của mình trong công việc và cả việc nhà. Đại sứ có nghĩ điều này là quan trọng trong xã hội ngày nay không? Tôi nghĩ đó là điều vô cùng quan trọng, vì điều này không chỉ trao cơ hội cho người phụ nữ để có thể theo đuổi sự nghiệp của mình và đạt được vị trí mà họ xứng đáng tại nơi làm việc, mà còn cho người đàn ông thêm thời gian bên con cái, cha mẹ của họ. Do đó, tôi nghĩ rằng bình đẳng giới mang lại lợi ích cho cả phụ nữ và đàn ông, gia đình của họ và toàn xã hội nói chung. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra những mẩu chuyện rất ý nghĩa về vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con. Theo đại sứ, cần triển khai những chính sách gì để tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong xã hội? Tôi nghĩ rằng có một số điều có thể được thực hiện, nhưng trước hết tôi phải nói rằng Việt Nam đã đạt được tương đối nhiều thành tựu trong việc bảo đảm bình đẳng giới. Có thể kể đến như bình đẳng giới trong việc giáo dục đối với phụ nữ, bình đẳng tại nơi làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ phải làm để bảo đảm sự bình đẳng này, cụ thể là trong ba lĩnh vực sau.
Thứ nhất là vẫn còn tồn tại khoảng cách giới tính trong cả lĩnh vực kinh tế và xã hội, đặc biệt là ở những vùng nông thôn hoặc người dân tộc thiểu số. Thứ hai là như bạn có thể thấy, có rất nhiều những người phụ nữ xuất sắc đang giữ vị trí quản lý cấp trung. Họ rất tham vọng và thành công. Tuy nhiên, số lượng phụ nữ ở vị trí lãnh đạo cao thì lại rất ít. Đồng thời tôi cũng thấy rằng tỷ lệ lãnh đạo là phụ nữ tại Việt Nam là tương đối thấp, chỉ ở mức 1/8, thậm chí là thấp hơn so với cả các nước trong cùng khu vực Đông Nam Á, như Philippines hay Malaysia. Do đó, việc gia tăng số lượng phụ nữ trong các vị trí cao là điều cần thiết. Bên cạnh đó thì tôi cũng cho rằng, để bảo đảm được bình đẳng giới, thì người đàn ông cũng cần phải tạo cơ hội cho người phụ nữ, để họ có thể phát huy được khả năng và giữ những vị trí quan trọng hơn trong xã hội. Về vấn đề lập pháp mà bạn đã hỏi tôi, thì tôi nghĩ rằng để có được bình đẳng giới, thì tất nhiên là không chỉ cần có pháp luật, mà còn cần có cả các khoản tiền khích lệ, động viên và thay đổi về văn hóa. Đơn cử như bộ luật lao động mới được sửa đổi gần đây, việc chúng ta cần phải làm là bảo đảm pháp luật được thi hành. Tôi nghĩ rằng đây là việc hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, các khoản tiền khích lệ động viên thực hiện bình đẳng giới cũng là một trong những thứ mà chính quyền Thụy Điển chúng tôi đã ứng dụng rất thành công. Các khoản tiền này được chi cho việc dưỡng dục con cái với ưu tiên dành cho phụ nữ. Đồng thời cũng có khoản trợ cấp dành cho đàn ông trong việc nuôi con, cụ thể là trợ cấp trong 3 tháng. Điều này sẽ giúp cho người phụ nữ có cơ hội để được gia nhập thị trường lao động. Cuối cùng là về vấn đề văn hóa. Thì theo tôi, vấn đề này xoay quanh việc tạo dựng các hình mẫu tiêu biểu, thảo luận về vai trò của mỗi giới. Chúng ta cần nói với những người phụ nữ rằng họ hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ bóng đá, công nhân nhà máy hay các lãnh đạo cấp cao. Còn đối với đàn ông, thì họ nên chia sẻ với người phụ nữ trong việc nuôi nấng dạy dỗ con cái, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Và những thay đổi này sẽ là đóng góp to lớn dành cho xã hội. Đại sứ quán Thụy Điển có chương trình hoạt động gì hướng tới phụ nữ hay không? Chúng tôi luôn luôn có nhiều các hoạt động hướng tới người phụ nữ, như tôi đã chia sẻ với bạn trước đó về giải thưởng dành cho nữ doanh nhân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đồng thời, chúng tôi cũng có một chương trình dài hạn với sự hợp tác của Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc và Phụ nữ Việt Nam trong việc hạn chế các tác động của thiên tai. Như bạn cũng biết, thì Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng tương đối nặng nề của biến đổi khí hậu, và tôi cho rằng người phụ nữ cũng có trách nhiệm trong việc này, đặc biệt là người phụ nữ ở các vùng quê. Chúng tôi đã và đang làm việc với các nữ lãnh đạo về vấn đề này. Đó là ví dụ thứ nhất. Hai ví dụ nữa có thể kể đến là vào tuần vừa qua, trong ngày quốc tế của các bé gái, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với một số bé gái để chia sẻ cho các em về việc bảo vệ bản thân trên mạng Internet. Rất nhiều bé gái sử dụng mạng xã hội nhưng chưa biết cách để có thể bảo vệ mình khỏi bị tấn công, quấy rối trên các nền tảng đó. Chúng tôi đã ký cam kết về việc ngăn chặn hành động tấn công các bé gái trên mạng xã hội để các em có thể cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng các nền tảng này. Một ví dụ điển hình là chúng tôi đang làm việc với chính phủ Việt Nam cũng như Liên Hợp Quốc để cùng nhau tổ chức một hội nghị về hòa bình và an ninh cho phụ nữ tại Việt Nam trong tháng 12 này. Tôi nghĩ rằng đây là một hành động rất có ý nghĩa của chính phủ Việt Nam. Trên cương vị Việt Nam hiện là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hội nghị sắp tới sẽ tập trung vào phụ nữ, vấn đề về gìn giữ và bảo đảm hòa bình. Đây là những việc mà chính phủ chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ về mặt tài chính. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tham gia và có mặt tại hội nghị lần này. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, tất cả những sự kiện, hoạt động mà chúng tôi, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đang làm đều cân nhắc đến sự cân bằng về giới tính. Do đó, ví dụ như nếu chúng tôi có tổ chức một sự kiện với sự góp mặt của các doanh nghiệp, thì chúng tôi luôn đảm bảo rằng 50% số người tham gia là nữ giới, kể cả trong các công việc hàng ngày của chúng tôi trong Đại sứ quán. Hay là ở các sự kiện, thì chúng tôi luôn đưa yếu tố cân bằng về giới tính lên hàng đầu, đối với các hoạt động xúc tiến thương mại cũng vậy. Trong vài năm trở lại đây, chúng tôi có tổ chức một cuộc thi trong lĩnh vực sáng tạo cho giới trẻ tại Việt Nam, và chúng tôi đảm bảo rằng sẽ luôn luôn có 50% số người thắng cuộc là những người phụ nữ trẻ tuổi trong lĩnh vực này.
Đại sứ có điều gì muốn gửi gắm tới toàn thể phụ nữ Việt Nam nhân dịp 20 tháng 10 này? Tôi nghĩ rằng người phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền được tự hào về bản thân họ. Hãy tiếp tục cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc của cuộc sống. Và quan trọng là người phụ nữ Việt Nam hãy học cách để làm cho họ hiểu được về bình đẳng giới. Quyền của phụ nữ và quyền bình đẳng giới không chỉ là phạm trù thuộc về quyền con người, mà còn mang lại lợi ích to lớn dành cho xã hội, đặc biệt là đối với nền kinh tế. Nếu chúng ta đạt được bình đẳng giới, thì điều đó là hoàn toàn có lợi cho nền kinh tế. Cảm ơn đại sứ rất nhiều. Nhận nhiệm vụ tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2019, đại sứ Thụy Điển Anne Maue đã quan sát và đưa ra góc nhìn của riêng mình về bình đẳng giới ở Việt Nam. Ngoài việc làm cầu nối ngoại giao giữa hai dân tộc, bà luôn tận dụng mọi cơ hội để đến gần với người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ. Đến đây, chương trình Thế sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.